Em xin kính chào toàn thể các bác. Địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Và số điện thoại bên em là 0355 005 943. Và đây cũng là số Zalo bên em. Và bên em thì chuyên về tất cả các dòng đồng hồ Odo từ máy 8 nâng lên máy 10 với giá cả rất là bình dân hợp lý cho các bác lựa chọn và chơi sưu tầm. Bởi vì cái bản gai huyền thoại thì bao giờ cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho các bác rồi. Và để sưu tầm được một chiếc đồng hồ Odo máy 10 hàng zin Tây thì giá thành của nó rất là cao, nên bên em chuyên về tất cả các dòng đồng hồ Odo từ máy 8 nâng lên máy 10 với giá cả rất là bình dân hợp lý mà cũng chơi được hai bản nhạc, đó là bản nhạc gai huyền thoại Calion và với bản nhạc truyền thống Westminster điểm chuông kép bính bông. Và trong video này em xin được giới thiệu với các bác hai chiếc đồng hồ Odo với hai thiết kế dáng thùng bè. Và chiếc bên tay trái màn hình của các bác là một chiếc đồng hồ Odo 5710 đời nét sau với một thiết kế dáng thùng bè dây leo. Vâng, với cái lớp vân nu và tông màu sắc của em nó thì cực kỳ là nổi bật. Và chiếc bên tay phải màn hình của các bác là một chiếc đồng hồ Odo 5410 với thiết kế dáng thùng bè ôm tường 4 bông hồng. Và hai mẫu thùng này thì được rất nhiều các bác lựa chọn trên thị trường và lựa chọn cho không gian phòng khách nhà các bác thêm sang trọng và đẳng cấp hơn nữa. Và hai chiếc đồng hồ Odo 57 và chiếc đồng hồ Odo 54 này thì bên em giao lưu với các bác với giá là 26 triệu các bác ạ. Một cái giá quá là hợp lý và bình dân mà bác nào cũng có thể chơi và sưu tầm được. Và về phần kỹ thuật thì cũng là trực tiếp bên em làm. Và với cái kinh nghiệm lâu năm thì em luôn đảm bảo chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác là bộ máy chạy chuẩn chỉ và ba ổ cót zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi nhé. Và bây giờ em mời các bác cùng em nghe sát gần lại hai chiếc đồng hồ Odo 54 và chiếc đồng hồ Odo 5710 này và cùng ngắm cái vẻ đẹp của em nó và cùng em test luôn hai bản nhạc cho các bác cùng thưởng âm. Và bác nào lựa chọn những sản phẩm nào thì các bác cứ inbox qua cho em sẽ gửi chi tiết máy và bên em bảo hành và đảm bảo chất lượng cho các bác. Và bên em các bác có gần khu vực em thì em mời các bác về trực tiếp bên em về thăm cửa hàng em và thăm cái kỹ thuật bên em và cùng giao lưu với đồng hồ cổ Sang Hằng bên em. Và những bác nào không thể về trực tiếp được thì em có gửi xe khách và ship bưu điện đến tận nơi cho các bác nhé. Vâng, với những thiết kế một dáng thùng bè dây leo và với một bộ số mặt nổi chân cài mạ chrome, về phần chất lượng kỹ thuật thì em cũng luôn đảm bảo cho các bác. Về cái chất lượng này em luôn cam kết với các bác từ những bộ số này cũng là bộ số cao cấp nhất. Các bác cứ nhìn kỹ trên thị trường cho em nhé. Từ những cái bộ số này cũng là số mạ chrome chân cài đây ạ. Và em mời các bác cùng nghe cái bản gai huyền thoại của chiếc Odo 57.
Với chất âm và nhịp điệu của dòng Odo 57 thì bao giờ nó cũng nhịp nhàng và rất là chắc tiếng các bác ạ. Và em sẽ soi sang cho các bác cùng ngắm nhìn cho em chiếc thùng bè 4 bông hoa hồng. Vâng, mẫu thùng bè này gọi là mẫu thùng quốc dân đây các bác ạ. Và em có đo cụ thể chiều cao là 60 và chiều rộng là 63. Em sẽ soi về khía cạnh bên hông cho các bác cùng ngắm nhìn những cái lớp vân nu của em nó nhé. Và mẫu thùng này thì mẫu thùng hot nhất của dòng đồng hồ Odo đây ạ. Vâng, em sẽ soi cho các bác cùng ngắm nhìn chi tiết. Và bây giờ em mời các bác cùng nghe cái chiết âm bản gai của chiếc Odo 54. Và chiếc đồng hồ Odo 57. Và các bác lựa chọn những chiếc nào, sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ cho em hoặc inbox qua Zalo. Em sẽ gửi chi tiết đầy đủ máy cho các bác. Và bên em cam kết đảm bảo với các bác là chuẩn máy, chuẩn đời và chuẩn máy zin của Odo các bác ạ. Và các bác luôn theo dõi kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em thì cho em những lượt like và các bác nhấn vào nút đăng ký bên góc phải để mỗi lần bên em up lên những sản phẩm mới chất lượng và cùng các bác cùng biết nhanh nhất để cùng giao lưu với đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Và đến đây em xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em.